chào mọi người, chào mừng anh chị trở lại với channel Dũng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì Dũng đã có mặt tại khu tái định cư Ngắc Chỉnh anh chị, khu trung tâm khu phường Ngắc Chỉnh thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dũng giới thiệu đến anh chị một lô đất ở trong khu này có vị cách ngang 5 sâu 20 và khu thổ cư anh chị nha. Ngay đây vị trí mặt tiền anh chị, từ mép nhà đổ ra 5m nha anh chị, sâu ra đằng sau 20m khu thổ cư. Khu này xây dựng tự do ạ. Và vị trí của Dũng đang đứng mà đi phía ngã tư trước mặt anh chị nhé, khu đất bên kia đó là khu đất Chợ Đêm. Phía bên này mình đi khoảng tầm 80m ở con đường phía trước mặt á, thì cái chợ của Hắc Dịch và tất cả cái phòng trung tâm của Hắc Dịch cũng ngay ở góc đó thôi. Đó, một cái lô đất cực kỳ đẹp luôn, nằm trong một cái khu hạ tầng hoàn thiện, dân cư ở đông đúc, gọi là trung tâm của phường Hắc Dịch luôn anh chị. Khu vực này giá đã giao dịch là 2.7-2.8 ở thời điểm một năm trước nha anh chị. Và hiện tại thì lô này chủ đang ngộp cho nên bán chỉ có 1.8 thôi, 1.8 anh chị ạ. Thì đây là một cái cơ hội đầu tư rất là tốt trong thời điểm này. Thì anh chị nào đang có nhu cầu tìm kiếm những cái sản phẩm nằm ở trung tâm với tầm tiền khoảng 2 tỷ quay đầu, thì đây là một cái sự lựa chọn đáng để mình quan tâm và đầu tư anh chị. Thì anh chị nào quan tâm gọi ngay cho Dũng qua số điện thoại 0908741668 anh chị nhé. Sau đây Dũng sẽ quay một vài cái hình ảnh của cái khu vực này để anh chị có thể cảm nhận được cái sự dân cư đông đúc này, hạ tầng đẹp này, và những cái tiện ích xung quanh này, chợ này, Chợ Đêm này, đó thì trường học ngay góc này luôn, tất cả nó tập trung ở khu vực này anh chị, trung tâm của cả một cái khu vực đó, thì để anh chị có thể là cảm nhận được cái giá trị của lô đất này anh chị nhé. Đây là hình ảnh lô đất nha anh chị, 520 phun thổ cư, vuông vức, xây dựng tự do anh chị ạ. Nằm gần khu Chợ Đêm này, nằm gần trục đường chính của tái định cư. Nếu là đi ra đường Hắc Dịch Tóc Tiên thì nó tầm 50m à. Khu dân cư đông kín luôn. Khu vực này là khu vực trung tâm của Hắc Dịch các anh chị. Bây giờ mình lên cao hơn để có thể nhìn bao quát hơn cái vị trí nha anh chị. Từ vị trí lô đất mà mình đi về cái vòng xoay ngã năm ngay trước mặt anh chị có thể thấy. Đó thì vòng xoay này có ngân hàng BIDV tầm 300m anh chị. Đi thẳng khoảng 400m nữa mình sẽ ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây là hướng chợ Hắc Dịch anh chị. Từ vị trí lô đất tới chợ thì tầm 200m. Đi ra vòng xoay ngã 6, vòng xoay chính thì khoảng độ 300m, 400m. Vừa rồi Dũng đã gửi đến anh chị một số cái thông tin cơ bản của lô đất, cũng như là hình ảnh thực tế, các cái view nhìn xung quanh về các cái tiện ích kết nối giao thông. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Dũng nhé anh chị qua số điện thoại 0908741668. Anh chị nào yêu thích thì cho Dũng xin một like cũng như là một đăng ký kênh nha anh chị, để có thể là nhận được những cái thông báo mới nhất từ những cái sản phẩm mà Dũng đăng lên đó, để anh chị chọn lựa được những cái sản phẩm mà phù hợp nhất với nhu cầu của chính mình nha anh chị. Dũng xin cảm ơn anh chị đã xem video. Thì một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm giá tốt tiếp theo anh chị nhé.